Thưa quý vị, thời gian qua, truyền hình Quốc hội Việt Nam đã phản ánh về hành trình 43 năm kiến nghị để minh oan cho quân nhân Trần Đình Thi khi không được công nhận liệt sĩ. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, xác minh và đến nay đã công nhận quân nhân này là liệt sĩ. Ngày 8 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 1053 về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Trần Đình Thi. Để tỏ lòng biết ơn, tri ân công lao to lớn của liệt sĩ, hôm nay chính quyền địa phương đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại nhà văn hóa xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, nơi sẽ tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ Trần Đình Thi và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có rất đông đảo từ các cơ quan ban ngành của Trung ương tới địa phương, những người thân trong gia đình và đồng đội của liệt sĩ Trần Đình Thi. Điều đặc biệt là dù 92 tuổi nhưng mẹ của liệt sĩ Trần Đình Thi vẫn đến tham dự và chứng kiến buổi lễ được Đảng và Nhà nước quan tâm khi mà con mình hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1979. Với mẹ Mùi, đây là giờ phút thiêng liêng khi con mình chính thức được công nhận liệt sĩ và trao bằng Tổ quốc ghi công. Nước mắt đã cạn, sức lực cũng đã tàn. Nhưng với mẹ, thời khắc này vô cùng xúc động và hạnh phúc khi hành trình 43 năm đi tìm sự thật của gia đình cuối cùng cũng có hồi kết. Bà già rồi thì tôi là thay mặt bà rất là khấn khởi nghe được tin Đảng và Chính phủ trao cái bằng Tổ quốc ghi công này. Bản thân tôi thì nó xúc động lắm, nhiều lúc là nghĩ là nó xúc động không nói được lên lời. Và bây giờ là gia đình chúng tôi là xin cảm ơn. Những đồng đội năm xưa cùng đóng quân với liệt sĩ Trần Đình Thi cũng có mặt để thắp cho người đồng đội của mình một nén hương. Nhân dân địa phương xã Vạn Thọ rất phấn khởi và cái lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước đã vinh danh lại cho liệt sĩ Trần Đình Thi 43 năm nay hy sinh tại chiến trường Hà Quảng, Cao Bằng. Đó cái niềm cũng là vinh hạnh cho địa phương, cho gia đình và cho tất cả những cựu chiến binh chúng tôi. Ủy ban dân nguyện Quốc hội giám sát và đi làm việc này thì tôi thấy là vừa nhanh, vừa khẩn trương, vừa chính xác và tôi thấy là cái việc làm này thì đối với chúng tôi là đồng đội rất là cảm ơn các cơ quan ban ngành, nhất là Ủy ban dân nguyện Quốc hội vừa rồi vào giám sát làm cái cuộc này. Hành trình 43 năm đi tìm lời giải cho liệt sĩ Trần Đình Thi đã có lời giải nhờ sự vào cuộc của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ban dân nguyện và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một cái vụ việc rất là tiêu biểu cho cái việc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong cái việc giám sát việc cái khiếu nại tố cáo của người dân, cái kiến nghị của người dân. Cái vụ việc này nó kéo dài rất lâu rồi, 43 năm nay thì đã qua các ngành các cấp mà đã lên tới cơ quan trung ương, lên tới Bộ Lao động Thương binh Xã hội là cơ quan có trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ trong việc cấp cái bằng Tổ quốc ghi công. Nhưng mà cái việc đó nó vẫn chưa được triển khai một cách triệt để và quyết liệt. Chúng tôi đưa cái vụ việc này vào chương trình giám sát của Quốc hội. Cái việc giám sát này được triệt để hơn, quyết liệt hơn thì từ đó thì đưa ra một cái kết quả rất là có hậu là cái việc hy sinh của liệt sĩ là đủ điều kiện để công nhận liệt sĩ. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc ông Nông Quốc Thái lúc bấy giờ là trợ lý chính sách Ban chỉ huy quân sự huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã tự thuật, tự ký, tự kết luận về trường hợp của quân nhân Trần Đình Thi là tự ý bỏ nhiệm vụ về phía sau, địch bắn chết. Nên quân nhân Thi chỉ là tử sĩ mà không phải là liệt sĩ. Sau hành trình 43 năm đi tìm sự thật, ngày hôm nay, gia đình liệt sĩ Trần Đình Thi đã tìm được lời giải.